Bạn Trần Mạnh Cường, 29 tuổi. Đấy. 90 giây bắt đầu, mời bạn Cường. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Trải khắp cánh đồng là dáng chiều vàng dịu và thơm hơi đất. Hai ạ. Đáp án chính xác, rất nhanh. Toán loạn. Gì ạ? Toán loạn. Đáp án chính xác. Còn đây, một khái niệm trong bóng đá. Cầu môn. Đáp án đúng. Số 2 ạ. Số 2, sửng sốt. Đáp án đúng. À, số 2 ạ. Số 2, đáp án chính xác. Ế, C, T, L, H, Ư. Anh ấy đã bị chi phối bởi một thế lực ạ. Đáp án chính xác. Còn đây, một hành động chúng ta thường xuyên ngồi với bạn bè. Nâng cốc. Nâng cốc, đáp án chính xác luôn. Cái này khó. Bỏ qua. Dương vây. Nhào nặn ạ. Nhào nặn, hoàn toàn đúng. Hoàn thiện cụm từ sau. Mưa bóng mây. Mưa bóng mây sao nhanh thế nhỉ. Tuyệt vời. Rừng mỡ ạ. Ăn no chưa chính xác. No, tắm mát. Không phải, tìm từ nữa đi nào. Ý là chỉ biết lao động chân tay nặng nhọc, không biết lo nghĩ, tính toán gì. Bỏ qua đi ạ. Là vác nặng. Ham giàu mà lấy đứa ngu của ăn hay hết đứa ngu. Vẫn nghèo. Chưa. Bỏ qua. Nó hãy còn. Bỏ qua. Bỏ qua rồi. Long Thành bao quản nắng mưa cửa ô. Long Thành bao quản nắng mưa cửa ô quan trường bây giờ còn đây. Bạn vừa lòng với phần thi của mình không? Em phải biết là em được mấy câu em mới biết là có vừa hay không. Không, nhưng bây giờ cứ tinh thần với cái khả năng của mình đấy chứ, bây giờ lại phải bao nhiêu câu thì mới vừa lòng đi. Thế em thích bao nhiêu câu thì để vừa lòng? Em thích 9 câu thôi. Em thích 9 cái gì? Vâng. Tức là hơn đội này đấy. Ăn chắc mặc bền ghê cơ. Dạ vâng. Ừ, chỉ cần 9 câu. Ừ, thì nếu 9 câu thì em có vừa lòng với phần thi của mình không? Dạ, hoàn toàn vừa lòng. Nếu 9 câu thì hoàn toàn vừa lòng. À, chúc mừng anh, tôi không biết bao nhiêu điểm nhưng mà thế là cũng có những phản xạ rất rất tích cực. Ở đây có một cái từ mà có lẽ là nhiều người thấy hơi lạ và tôi nghe xì xào phía dưới là cái từ toán loạn, đúng không? Ở dưới bảo hình như là tán loạn, đúng không? Thế thì đúng là nó có hai cái biến thể đó, toán loạn và tán loạn là như nhau. Nhưng mà đúng của nó là tán loạn. Nhưng mà người Việt khi đọc cái âm Hán Việt đã đọc bị gọi là trại âm. Cái chuyện mà từ Hán Việt đọc trại âm là rất nhiều. Chúng ta biết hiện nay chẳng hạn cái từ chung cư là ai cũng nói như thế nhỉ? Nhưng đúng ra phải là chúng cư, chúng là nhiều. Hay là thống kê, chúng ta đã quen rồi. Nhưng mà đúng ra là thống kế. Cho nên nhiều khi cái thói quen cũng tạo ra được một cái hiện tượng ngôn ngữ như tôi đã nói. Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Và Trần Mạnh Cường, người hứa hẹn là mời cả trường quay về quê để ăn các đặc sản. Bạn đang có, chúc mừng với 9 điểm. Ui. Câu được rất đấy.